Bữa nay trả hàng khủng long cho khách nha anh em. Anh em đợi tí để mình chỉnh cái chân này cho nó cao lên. Cái cây này là một cái cây dài tới 10 mét. Nó là một cái cây cần ISO Nhật mọi người ha. Phôi khủng lắm. Có thể nói anh em không tin chứ thật sự cái cây này ở ngoài á đúng 10 mét. Nhưng dương cần ra thẳng băng như một đường thẳng luôn. Là anh em phải biết cái phôi nó cứng tới cỡ nào luôn á. Cứng lắm. Khách của mình ảnh mê, ảnh gọi là ảnh qua xem hàng trực tiếp với mọi người. Đây là cái cây ha, gọi là cần câu dài, gọi là cuối cùng của mình rồi. Mình hết cần câu dạng dài này rồi. Thì ảnh cầm cây này ảnh ra cần xong mới nói ui chà cái phôi quá tốt, quá đẹp. Anh dễ thương quá. Nhưng mà là ảnh yêu cầu độ dài còn lại khoảng 8 mét thôi. Tức là mình sẽ phải bỏ đi hai cái lóng bên ngoài mọi người ha. Thì mình sẽ làm lại đuôi cần cho ảnh nè. Bonus cho anh cái hoa văn lửa đẹp nè. Đó. Tổng cộng là chúng ta còn những lóng này anh em ha. Ra cần là thẳng tưng luôn. Độ cứng của cây này chắc rơi vào khoảng 7 đến 8 h, cứng lắm. Sau đó anh khách mình thấy anh quá trời nhiệt tình, quá trời dễ thương luôn. Còn lại hai cái lóng ngoài cùng. Thì mình quyết định là hy sinh thêm một cây cần nữa. Cây này là một cái cây sụt bãi mọi người ha, để mình bỏ vào mình chế cho anh cái cán vợt. Thành ra là ảnh coi như là mua một được hai. Khách dễ thương thì mình thương khách liền. Hai lóng này với ba lóng của cây cần sụt bãi nữa là thành được một cây cán vợt dài gần 5 mét mà cũng rất là thẳng, rất là nhẹ luôn. Ngon lành luôn anh em ha. Mục đích như vậy là tại vì mình thấy hai cái lóng ngoài này nó đẹp quá, mà nếu mà gọi là bỏ lăn bỏ lóc của mọi người, nhiều khi là chúng ta dẫm đạp này nó bể ủ. Với lại là sau này lỡ anh khách anh có muốn quay về nguyên bản, tức là từ 8 mét quay về 10 mét, thì chúng ta xả bỏ cái khúc này, chúng ta bỏ vào hai cái lóng này là chúng ta quay về cần dài thôi. Nhưng mình nghĩ với cái chiều dài lên tới 8 mét và rất cứng như thế này thì tương đối là đủ câu trong mọi điều kiện xa bờ rồi anh em ha. Cây này thì có thể câu cá cha móc lỗ nè, rồi câu chê chép lớn nè, hoặc là câu hoặc là nhấp ếch mọi người ha. Chỗ đi cần thì mình cũng làm cho anh cái móc theo yêu cầu. Nhiều khi anh em qua đặt mình hạ cần ISO á, rồi trang trí á, mà anh em quên yêu cầu mình làm cái móc này nè. Đó, cho nên là nhiều khi mình, tại vì mình nhiều việc cho nên mình cũng quên luôn. Giờ làm lại cái móc cho anh này mình mới nhớ. Mấy cây trước đây là hầu như là anh em không có yêu cầu mình làm cái móc bảo hiểm. Đó, thành ra là mình hay quên khoan lỗ rồi là làm cái ma ní này nè. Đi nữa anh em móc cái cọng dây bảo hiểm cần tay á, để anh em có thể dìu được những con cá khủng á. Thì bắt buộc lúc đó chúng ta phải quăng nguyên cây cần xuống nước, thì chúng ta nắm cọng dây thôi, chúng ta dìu cá. Thì cái móc này nó rất là hữu dụng mọi người ha, vừa tránh cá kéo mất cần nữa. Bây giờ mình quay tổng thể một vòng cho anh em xem. Nói chung là về phôi thì nó cũ theo thời gian thôi, nhưng mà cần phải nói là còn rất đẹp, rất cứng. Rồi, cảm ơn anh khách dễ thương đã ủng hộ mình. Thì mình sẽ bỏ thêm một cây cần nữa để mình chế cho anh cái cán vợt, coi như là không có lãng phí bất kỳ cái gì hết. Ngon lành luôn anh em ha. Cái này thậm chí có thể là chế thêm cái thành cái đồ móc lục bình cũng được nè mọi người, hoặc là đồ thập chứng kiến này nọ, tiện dụng cực kỳ luôn. Hoặc là cái vợt hái xoài hái mận đồ là chùm luôn á, ngon lành. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha.